Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục nội dung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình tại đại hội. Ngày 28 tháng 1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng thảo luận tại hội trường, nghe báo cáo, tham luận về các nội dung, nhiệm vụ trên nhiều lĩnh vực, đóng góp vào các văn kiện trình tại đại hội 13. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, thay mặt đoàn chủ tịch đại hội điều hành phiên thảo luận. Trong phiên làm việc tại hội trường, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã nghe tham luận của các đại biểu đến từ các cơ quan đơn vị địa phương. Theo đó, nhiều vấn đề mới của thực tiễn và yêu cầu phát triển đất nước đang đặt ra được đề cập đến trong các dự thảo văn kiện trình tại đại hội như chuyển đổi số, nền kinh tế số, vấn đề đổi mới sáng tạo, vấn đề kinh tế tri thức, các định hướng phát triển trong 10, 20 năm và tầm nhìn đến năm 2045, vấn đề phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ yêu cầu định hướng phát triển đất nước trong tình hình mới là những nội dung quan trọng được các đại biểu tập trung thảo luận sôi nổi. Một trong những cái điểm nhấn của văn kiện đại hội lần thứ 13 đã xác định rất rõ cái mục tiêu phát triển toàn diện con người, và sự phát triển toàn diện con người đang từng bước trở thành một cái nội dung trọng tâm của chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Và khi coi con người cùng với khoa học công nghệ trở thành mục tiêu động lực của sự phát triển thì đây là một chiến lược bền vững của đất nước, và cái sự ngang bằng trí tuệ của đất nước chúng ta sẽ ngang bằng với thế giới. Sau gần 2 ngày làm việc tại hội trường, đại hội đã nghe 36 tham luận của các đại biểu đến từ các đảng bộ trực thuộc Trung ương, bao quát trên nhiều khía cạnh, lĩnh vực, các vùng miền trong cả nước. Nội dung các tham luận tại đại hội đã thể hiện tính dân chủ, thẳng thắn, chỉ rõ những kết quả đạt được, những hạn chế tồn tại, các kinh nghiệm thực tiễn được rút ra và các đề xuất kiến nghị với Trung ương. Tinh thần làm việc thẳng thắn, dân chủ, trách nhiệm của các phiên thảo luận được các đại biểu đánh giá cao. Cái nét mới cũng như là cái mà chúng tôi ấn tượng nhất ý, đối với các tham luận ở kỳ này ý, thì là thay vì các tham luận mà thông thường là hay báo cáo về thành tích thì kỳ này thì các tham luận tập trung sâu phân tích những kết quả đạt được cũng như những cái hạn chế tồn tại, trên cơ sở đó rút ra những cái bài học kinh nghiệm để tổ chức thực hiện trong thời gian tới. Thứ hai nữa là các tham luận thì cũng đã đề ra được những cái mục tiêu rồi là nhiệm vụ, đồng thời là đề xuất được luôn những cái giải pháp để tổ chức thực hiện trong thời gian tới. Cái ấn tượng thứ ba, hay nói cách khác là cái mới thứ ba mà chúng tôi cảm nhận được, đó là những rất nhiều cái tham luận đã chia sẻ được những cái việc làm mới, những cách làm hay và sáng tạo. Đây chính là những cái kinh nghiệm hết sức là thực tiễn để giúp cho các ngành và địa phương có thể áp dụng vào cơ quan đơn vị mình trong thời gian tới. Buổi chiều cùng ngày, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng làm việc tại hội trường, nghe báo cáo công tác nhân sự, thảo luận biểu quyết số lượng Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Cũng trong chiều 28 tháng 1, các đại biểu dự đại hội tiến hành thảo luận tại các đoàn đại biểu về tiêu chuẩn cơ cấu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, nghiên cứu danh sách ứng cử đề cử Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.